dịch trong Phù Dung Thành vừa bùng phát, người Giang gia ai nấy đều ngồi không yên. Hai cô nương Giang gia, một ở Thẩm gia, một ở Đồng gia, đều bị vây chặt ở Phù Dung Thành ra không được. Người bên trong chịu khổ, người bên ngoài cũng bị giày vò không kém. Giang lão phu nhân và Giang hầu phu nhân ngày ngày sai người nhìn chằm chằm tin tức từ Phù Dung Thành, biết Giang Triều được hoàng hậu đón trở về, cũng không khỏi cảm thán, có thể trở về một người hay một người. Sáng sớm hôm nay, hai cô nương Giang gia liền tới bến tàu đón người. Tin tức ôn dịch ở Phù Dung Thành lan truyền ồn ào huyên náo, hiện giờ nhìn thấy Giang Triều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt, hai người trong lòng không tránh khỏi thương cảm, chảy vài giọt nước mắt cũng bình thường. Hai người cũng không vội hỏi tình hình Phù Dung Thành như thế nào, đại tỷ tỷ như thế nào, biết Giang Triều ra được không dễ dàng. Nhất định là do Hoàng hậu nương nương nghĩ biện pháp mới có thể đưa tứ muội trở về, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhị cô nương cùng tam cô nương, mỗi người đứng một bên kéo tay Giang Triều, đang chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng có tiếng vó ngựa trên con đường đối diện chuyển đến. Vừa tới trước mặt, người trên lưng ngựa vội nhảy xuống, dẫm lên đám hoa dại che kín khắp nơi, đứng ở trước mặt Giang Triều. Giang Hoán nay đã cao hơn nhiều, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, vóc dáng đã vượt qua Giang Triều. Tỷ tỷ. Giang Hoán vừa hay tin, liền một đường ra roi thúc ngựa, trên trán đầy mồ hôi, mặt ửng hồng. Lại cao lên rồi. Giang Triều ngẩng đầu nhìn hắn. Hốc mắt Giang Hoán ướt át, vốn là một phen cửu biệt trùng phùng đầy xúc động, nhị tiểu thư Giang Trâm lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Phụt cười thành tiếng, túm cánh tay Giang Triều nói, muội có còn nhớ, khi còn nhỏ đệ ấy muốn cao thật nhanh, chạy đi hỏi đại ca biện pháp. Đại ca nổi lên ý xấu, nói rằng đêm ngủ lấy dây thừng cột chân vào đầu giường, kéo căng cả đêm, mai tỉnh dậy là có thể cao thêm. Đệ ấy liền tin là thật, lúc mặt trời lên đến ba sào rồi mà Ngô ma ma không thấy đệ ấy ra khỏi phòng, đi vào mới thấy đệ ấy bị trói ở trên giường, một đống dây thừng rối thành một nùi. Chuyện này có ai không nhớ, Giang Hoán bị chê cười một trận, còn Giang Ngôn Hằng bị đại bá bá phạt quỳ một ngày một đêm, không cho ăn cơm. Giang Hoán lại bị nhắc tới chuyện xấu hổ, sắc mặt đỏ như tôm luộc, tiên sinh ngày ngày giảng bài, nhị tỷ tỷ nhớ không xong, chuyện này đã qua nhiều năm thế rồi mà nhị tỷ tỷ vẫn nhớ. Giang Trâm cùng Giang Hoán đùa giỡn làm thần sắc mọi người thả lỏng hơn. Lên xe ngựa Giang Triều mới hỏi, đại ca thế nào? Giang Trâm và Giang Chỉ, người nghiêng mặt đi, người chỉ biết vùi đầu. Lúc tin tức từ Phù Dung Thành truyền tới, tuy không đẩy trách nhiệm mấy mạng người lên Giang Ngôn Hằng, cụ thể nguyên nhân ra sao. Trong lòng người Giang gia đều rõ ràng minh bạch, sự tình nếu náo loạn ra tới sớm hay muộn cũng giấu không được, mẫu thân tự mình tới cửa đến Ngu gia nhận lỗi. Cũng nói rõ với Ngu gia, nếu Ngu gia không muốn kết cửa hôn sự này nữa thì chuyện từ hôn Ngu gia làm chủ, Ngu gia muốn như thế nào sẽ như thế ấy. Nếu là còn nguyện ý kết thân, sau này Giang gia bảo đảm, nhất định sẽ không bạc đãi Ngu cô nương. Giang Trâm than một tiếng, kết quả Ngu cô nương gật đầu, nói năm đó do nàng chọn kết thân cùng thế tử, đều đã lập hôn ước, vậy phải thủ hứa hẹn. Lời này có bao nhiêu đau khổ, người nghe thấy đều có thể cảm nhận. Giang Triều trầm mặc, là cô nương chết như thế nào nàng chính mắt nhìn thấy. Nếu trong lòng không có đại ca, sao có thể một đao xuyên tim, hoàn toàn giải thoát đại ca. Nàng cũng biết Ngu cô nương với đại ca là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ tâm linh tương thông, hiểu biết lẫn nhau, xem như tình đầu ý hợp. Tuy nhiên, ba người dây dưa với nhau, đoạn cảm tình này chủ định cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn. Giang Triều cũng không muốn hỏi lại. Khi quay về Giang gia, Giang Triều đến trước mặt đại bá và đại bá mẫu, Triều Nhi xin lỗi đại bá mẫu, không thể đưa đại tỷ tỷ cùng về. Giang Triều không nhắc đến phương thuốc kia với hai người, sợ cho hy vọng rồi lại thất vọng, kết quả bị đả kích lớn hơn nữa. Con trở lại là tốt rồi, bên kia, đành xem mệnh đại tỷ tỷ của con thôi. Giang đại phu nhân trái lại an ủi nàng, về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, Giang gia ta cũng may có một đứa trở về. Từ đại phòng ra tới, Giang Triều liền sang viện Giang lão phu nhân. Vừa thấy nàng đến, khóe miệng bà mếu mếu, trong mắt ướt át, lão bà tử ta suýt nữa đã thành tội nhân Giang gia, nếu lỡ con có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với phụ mẫu con đây. Lúc trước, là bà buộc Giang Triều đi Phù Dung Thành, vốn định ép nàng cúi đầu với thái tử, sau đó thấy nàng quyết ý phải đi, liền cũng không ngăn cản, nghĩ rằng để nàng đi Phù Dung Thành giải sầu cũng tốt, ai ngờ lại gặp gỡ kiếp nạn. Sắc mặt Giang Triều nhẹ nhàng hơn so với Giang lão phu nhân nhiều, ôm cánh tay bà cười nói, tổ mẫu đừng tự trách nữa, không phải con đã trở lại rồi sao. Giang lão phu nhân thấy khóe miệng nàng cong lên như trăng non, cảm xúc chậm rãi bình phục trở lại, mới nói đến Phù Dung Thành, ông trời đúng là không có mắt. 10 năm trước phụ mẫu con đã táng thân ở Vi Thành, hiện giờ lại là toàn bộ Thẩm gia bị vây ở bên trong Phù Dung Thành, lỡ như họ có chuyện gì, Thẩm gia phải làm sao bây giờ. Giang lão phu nhân không biết đơn thuốc gia truyền của Thẩm gia, càng không biết nó ở trong tay Giang Triều, trong lòng như cuộn chỉ rối, liền hỏi nàng,
Thẩm gia có biện pháp giải quyết trận ôn dịch này không? Giang Triều nói, đúng là có một phương thuốc. Giang lão phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ mong mọi việc sẽ ổn thỏa. Một bên là Thẩm gia, một bên là Đổng gia đại tỷ tỷ con, hai đại gia đình đó. Nói xong lại tự an ủi bản thân, hiện giờ thái tử cũng ở bên trong, triều đình chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách đi cứu người. Giang Triều cầm tay Giang lão phu nhân không nói. Nhắc đến thái tử, Thẩm lão phu nhân nhất thời lại nghĩ tới một đại sự, tuy lúc mấu chốt như vậy thương nghị việc này hơi có lỗi với thái tử, nhưng ta cũng không thể kéo dài. Nếu tuổi con còn nhỏ, từ từ cũng không sao. Thế nhưng, năm nay con cũng đã 17, việc hôn nhân còn không có tin tức, trong lòng ta một ngày đều không yên. Nhị tỷ tỷ con nếu không phải vì trận ôn dịch này, mùa xuân đã xuất giá rồi. Kỳ thật, Giang Triều vừa rời đi, Giang lão phu nhân liền suy nghĩ cẩn thận. Bà quả thật nuốt không trôi cục tức này, hôn sự lui thì lui. Đứa nhỏ Hoán Ca Nhi kia từ nhỏ đã không kém ai, cho dù không có cha mẹ, tương lai không có Triều tỷ nhi làm chỗ dựa, sau này cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình kiếm công lập nghiệp. Năm ngoái, Thẩm lão phu nhân gửi thư cho bà cũng biểu lộ ý kiến, nếu không gả cho thái tử, vậy tương lai chọn người, cứ để Triều tỷ nhi tự quyết định. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thái tử vẫn chậm chạp không hạ thư từ hôn, có muốn cái gì cũng chỉ có thể kìm lại. Giang lão phu nhân lo lắng Giang Triều cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt. Thái tử bị nhốt ở Phù Dung Thành, khi nào trở về còn không biết. Nếu ở đó tận 1-2 năm, trở về nhắc lại từ hôn, lúc đó Triều tỷ nhi cũng lớn tuổi, còn biết nghị thân như thế nào. Giang lão phu nhân mặt ủ mày trao, đang muốn thở dài, lại thấy Giang Triều lấy thư từ hôn từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt bà, trước khi ra khỏi thành. Thái tử đưa cho con. Giang lão phu nhân ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói, nếu đã như thế, việc hôn nhân này hoàn toàn chặt đứt sạch sẽ. Giang lão phu nhân thu hồi thư từ hôn, thân sắc tươi sáng hơn chút, đợi qua một thời gian nữa, ta giúp con chọn vài người, thích hay không đều do bản thân con định đoạt. Nói xong quay đầu thì thấy thần sắc Giang Triều có chút buồn bã, trong lòng đột nhiên khó chịu, nhích lại gần nhẹ giọng hỏi nàng, trong lòng Triều tỷ nhi thật sự buông bỏ rồi chứ. Giang Triều phục hồi tinh thần, cười cười gật đầu, vâng, đều đã kết thúc. Bao nhiêu đau xót đã từng dồn nén trong ngực thật lâu vào đêm rời đi Phù Dung Thành liền đã hoàn toàn tiêu tán. 10 năm ân oán, ai có thể nói quên liền quên. Nàng không thể, Trần Ôn cũng không thể không có ai phụ ai, đều từng yêu lẫn nhau. 10 năm lẻ năm tháng đó xem như cũng không tính sống uổng. Cuối cùng, không đến được với nhau, chung quy là do trời cao trêu người, duyên phận chưa tới. Giang lão phu nhân lại hỏi nàng sau này muốn tìm người có gia thế như thế nào, Giang Triều vẫn lặp lại câu nói kia. Một đời một kiếp một đôi. Qua sự việc của đại ca, Giang Triều càng thêm kiên định, không cầu gia thế cao, chỉ cầu hai người trong lòng có nhau, hòa thuận qua một đời. Giang lão phu nhân cũng minh bạch ý Giang Triều, không cần gia thế nhưng đối phương phải bảo đảm không nạp thiếp cả đời. Người như vậy cũng có, ví dụ điển hình nhất chính là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Mấy năm nay, hậu cung Hoàng thượng cũng chỉ có mỗi Hoàng hậu. Hoàng thượng có thể như thế, người thường cũng không phải không có khả năng. Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện khác cứ giao cho ta. Giang lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Giang Triều, bảo Tố Vân dìu nàng trở về. Trên đường trở về, Hoàng hậu vì đố kỵ Giang Triều nên ép xuống tất cả bi thương trong lòng, không lộ ở trên mặt. Lúc về đến Hoàng cung, thần sắc liền ảm đạm. Đêm xuống, bà ngồi trên giường suy tư. Đó là nhi tử của bà. Là cốt nhục bà mang thai 10 tháng sinh ra. Nếu thật sự không ra được, bà cũng sẽ đi theo. Việc bổn cung bảo ngươi cha như thế nào rồi? Hoàng hậu hỏi Huỳnh cô phía sau. Cũng không phải là bà nghĩ nhiều, mà là trận ôn dịch này có nhiều điểm kỳ quặc. Trước đó, Lâm Thiên Mạt giở thủ đoạn với Giang Thế Tử, bà cho rằng đơn thuần là nhằm vào Giang gia, nhằm vào Triều tỷ nhi. Sau đó thấy Thái Tử ra tay trừng trị Lâm gia nhị phòng, Lâm lão gia cùng Lâm Thiên Mạt lần lượt chết cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến sau khi ôn dịch bùng phát, trong lòng Hoàng hậu mới có hoài nghi. Đầu tiên là Lâm Thiên Mạt thiết kế Giang Thế Tử nhắc đến sự việc Giang Huy Thành 10 năm trước ở Vi Thành. Tiếp theo Phù Dung Thành liền có ôn dịch. 10 năm trước, trận ôn dịch ở Vi Thành chỉ có 7.000 người đi ra, mỗi người đều nghe qua đạo thánh chỉ kia. Nếu là bá tánh bình thường, cho dù có tâm, nếu không có người sách động, ai dám đồn đãi vớ vẩn. Trùng hợp là hai nhi tử của bà cùng Triều tỷ nhi đều ở bên trong. Nếu không phải ngày đó thái tử giết một đám răn đe, thảm kịch Vi Thành 10 năm trước liền sẽ tái diễn. Phù Dung Thành chính là Vi Thành thứ hai, Triều tỷ nhi là Thẩm Yên Nhiễm thứ hai, mà thái tử phòng trừng chính là Giang Huy Thành thứ hai. Hoàng hậu ngồi ở trên giường, chậm rãi ra một thân mồ hôi lạnh. Sau khi Giang Ngôn Hằng giết người liền truyền ra ngôn luận Giang gia nam tử đều có bệnh điên, không chỉ muốn hủy hoại Giang Ngôn Hằng mà còn hủy cả Giang Hoán. Triều tỷ nhi nếu chết ở Phù Dung Thành,
Vậy Giang Huy Thành cùng Thẩm Yên Nhiễm liền mất hậu nhân. Ôn dịch bùng phát, hai nhi tử của bà đều bị vây trong Phù Dung Thành, Giang Sơn Trần Quốc liền cũng tới hồi kết. Thẩm gia cũng chạy không thoát. Đây rõ ràng chính là một nước cờ, là đòn trả thù ác độc. Hoàng hậu đột nhiên minh bạch rõ ràng. Bà từ trên giường đứng dậy, nói với Huỳnh cô, không cần đi tra xét, đưa Lâm Uyển Lăng đến gặp bổn cung. Hơn nửa đêm, đèn ở Phượng Dương cung của hoàng hậu vẫn sáng ngời. Lâm Uyển Lăng quỳ gối trước mặt hoàng hậu, tóc tai rời rạc, chỉ mặc áo trong. Lúc Huỳnh cô đến thỉnh đi, không có nhẫn nại chờ bà ta mặc thêm xiêm y, trực tiếp lôi người từ trên giường vào cung. Lâm Uyển Lăng cũng không phản kháng, lúc này đối mặt với hoàng hậu, trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười. Bổn cung đời này hối hận nhất chính là lúc trước không ban cho ngươi một giải lụa trắng. Hoàng hậu nhìn bà ta, căm hận nói, ngươi đâu chỉ dơ bẩn, còn thật ác độc. Lâm Uyển Lăng nghe được hai chữ dơ bẩn, khóe miệng run rẩy, tiếp theo nụ cười càng sâu, nương nương biết rồi sao. Hỏi xong lại nhìn hoàng hậu, châm chọc nói, đáng tiếc quá muộn, thái tử đã bị vây ở bên trong. Ta rất bội phục ngươi, ngay cả nhi tử ruột thịt cũng có thể không cần. Lâm Uyển Lăng ngẩng đầu hỏi hoàng hậu, giết nữ nhi của Giang Huy Thành, lấy máu cứu nhi tử ngươi, đây mới là một mẫu thân bình thường nên lựa chọn. Ngươi bày đặt cái gì? Cố tình chọn nữ nhi Giang Huy Thành, từ bỏ cốt nhục bản thân. Nương nương thật sự là vĩ đại. Giang Huy Thành dưới mộ có biết, nhất định sẽ mang ơn đội nghĩa. Lúc còn sống, cả đời hắn quên không được ngươi, bây giờ dưới âm tào địa phủ, cũng quên không được ngươi. Nương nương, nên cảm tạ ta mới đúng. Năm đó, nếu không phải ta hạ tương tư phấn đưa ngươi đến bên hoàng thượng, nương nương làm sao trở thành hoàng hậu vạn người ngưỡng mộ. Hiện giờ, ta lại tặng cho nương nương thêm một nhân tình, cứu nữ nhi Giang Huy Thành. Như vậy, trong lòng hai nam nhân đều có ngươi, nương nương thật nhiều phong cảnh đắc ý. Tiếng nói vừa dứt, Huỳnh cô đứng ở bên cạnh giơ tay dừng ở trên mặt Lâm Uyển Lăng, đầy miệng dơ bẩn. Hoàng hậu lại không có vẻ gì tức giận, trong mắt thần sắc bình tĩnh, Lâm Uyển Lăng thấy rất rõ ràng, chính là thương hại. Ngươi nên hổ thẹn vì đã sống trên đời này. Ngươi đáng bị nghiền xương thành cho để kiếp sau không được làm người, miễn cho quay lại con đường xấu. Hoàng hậu nhìn bà ta, nhả ra từng chữ một, cho dù ngươi hủy hoại tất cả nữ nhân trên đời này, Giang Huy Thành cũng sẽ không thích ngươi, càng sẽ không liếc mắt ngó ngươi một cái, bởi vì hắn ghét bỏ ngươi giờ. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Lâm Uyển Lăng nói, ngươi không chấp nhận được hắn yêu Thẩm Yên Nhiễm, nhưng ngươi có từng nghĩ tới hay không, ngươi căn bản không xứng so sánh với Thẩm Yên Nhiễm. Thoáng chốc, hai mắt Lâm Uyển Lăng đỏ như máu, sắc mặt bình tĩnh biến mất. Đã từng bị Giang Huy Thành mắng thẳng mặt một chữ dơ, nên đời này bà rốt cuộc nghe không vào cái chữ ấy. Đau đớn giống như khắc vào trong lòng, mỗi khi nhớ tới liền hận, hận đến mức chỉ muốn khiến tất cả mọi người không có kết cục tốt, chết cũng không được yên thân. Hoàng hậu nói toạc ra nội tâm bà ta, ngươi dơ còn chưa tính, ngươi ước gì thế nhân đều dơ giống ngươi. Ngươi không được Giang Huy Thành thích, liền muốn hắn vĩnh viễn đều không thể yêu người khác, cả đời cô độc giống ngươi. Hoàng hậu nói xong đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Uyển Lăng, cười hỏi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liếc mắt nhìn ngươi một cái, bổn cung đều ngại bẩn đôi mắt. Thân mình Lâm Uyển Lăng run rẩy dữ dội, cuối cùng khắc chế lại được, chọc vào nỗi đau cuối cùng của hoàng hậu, cho dù ngươi có lấy mạng ta, thái tử cũng sẽ chết ở Phù Dung Thành. Hoàng hậu nhìn bà con ngươi lạnh lẽo, bổn cung khuyên ngươi, tốt nhất nên cầu nguyện thái tử có thể bình an không có việc gì, nếu không bổn cung sẽ để ngươi biết chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Một tháng sau, Giang Lăng xuân sắc tươi đẹp, trong viện hoa lê nở đầy cành. Tố Vân hái mấy nhánh sum suê trở về, cắm vào bình. Trong phòng đã thôi đốt địa long, tiết trời bây giờ chỉ cần đặt một chậu than trong phòng đã đủ ấm. Giang Triều đang cắt chữ hỉ cùng với nhị tiểu thư và tam tiểu thư. Tháng sau nhị tiểu thư Giang Trâm phải xuất giá, toàn phủ trên dưới đều bận rộn. Giang Triều hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, liền bảo Tố Vân mang giấy đỏ và kéo đến. Tự mình động thủ cắt mấy chữ hỉ cho Giang Trâm, nói rằng đến ngày đó sẽ mang đi dán ở cửa phòng và đầu giường cho nàng. Đang cắt thì Giang Trâm cùng Giang Chỉ đến. Nhìn thấy mảnh giấy đỏ, sắc mặt Giang Trâm thẹn thùng ửng hồng. Vốn chỉ ngồi nhìn, sau lại thấy Giang Chỉ cùng Giang Triều nhiệt tình cắt, cũng bảo Tố Vân mang kéo đến, ta cũng cắt. Giang Chỉ trêu chọc nàng, làm gì có tân nương tử nào tự tay cắt giấy. Giang Trâm cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng dỗi một câu, ta vì hạnh phúc bản thân nên ta cắt. Có gì không ổn nếu đại tỷ tỷ có thể trở về, bốn tỷ muội chúng ta tụ họp cùng nhau, còn có thể đoàn viên. Giang Trâm đột nhiên nhắc đến Giang Yên. Từ sau khi Hoàng hậu mang theo Thụy Vương cùng Giang Triều trở về, Phù Dung Thành liền hoàn toàn bị phong kín. Như một tòa cô thành, thu không được chút tin tức nào, chưa nói đã chết bao nhiêu người, cũng không thấy ai báo bình an. Giang Chỉ thấy vẻ mặt nàng u sầu, không liên quan gì đến chữ hỉ đỏ thẫm trong tay. Liền dùng khuỷu tay chọc nàng một chút, cố ý trêu, tâm tỷ không nhỏ nha,
thành thân cũng muốn ba tỷ muội chúng ta đưa dâu. Ai cũng biết, không có tin gì, ngược lại so với có tin dữ càng dễ tiếp thu, ít nhất còn có một phần hy vọng. Khi Giang đại phu nhân mang Huỳnh cô cô đến đón Giang Triều tiến cung, liền nghe được tiếng cười đùa trong phòng. Hầu phu nhân thật có phúc khí. Huỳnh cô cô quay đầu khen Giang phu nhân một câu. Người bên ngoài đều gọi đại phu nhân là hầu phu nhân. Đại phu nhân khiêm tốn cười cười, làm gì có phúc khí chứ. Nuôi lớn rồi gả cho người ta mất, phí công nuôi dưỡng. Đại phu nhân nói xong liền đi vào gọi Giang Triều ra, Huỳnh cô cô tới, đón con tiến cung. Giang Triều từ Phù Dung Thành trở về, còn chưa từng tiến cung, nương nương phái người tới tuyển vào cung trò chuyện. Trùng hợp Giang lão phu nhân lại nhiễm phong hàn, nên không đi được, tính đến nay ước chừng một tháng. Giang Triều đứng dậy nhanh chóng thay đổi xiêm y. Sau khi hoàng hậu hồi cung cũng bận rộn, qua một tháng mới nhớ tới Giang Triều, lần này triệu vào cung cũng là vì chuyện thư từ hôn và phong làm công chúa. Trước khi hoàng hậu rời đi Phù Dung Thành, từng nói với Ninh Đình An, cho Trần Ôn thời gian một tháng, nếu hắn còn không trở lại, bà liền đem Triều tỷ nhi gả chồng. Hiện giờ một tháng đã hết, hoàng hậu cũng không muốn đợi nữa. Tuổi tác Giang Triều bây giờ có muốn chờ cũng chờ không nổi. Nếu muốn gả chồng cho nàng, trước tiên cho nàng một thân phận, tương lai cũng không đến mức bị nhà chồng khi dễ. Hoàng hậu thấy Giang Triều liền trực tiếp hỏi nàng, con vào cung làm công chúa của bổn cung, có chịu không? Khi hỏi chuyện, Văn Nhạc công chúa cũng có mặt. Từ khi Văn Nhạc có trí nhớ, liền biết Giang Triều là tẩu tử của mình. Những lời Cao Công Công nói với nàng lúc trước, nàng cho là thật. Hiện giờ, tam hoàng tử nước láng giềng đang ở thư phòng phụ hoàng. Ngày ấy nàng chính tai nghe thấy hắn nói với phụ hoàng, bổn vương muốn cùng bệ hạ cầu thủ Văn Nhạc công chúa. Phụ vương chưa nói đồng ý nhưng cũng không có từ chối. Văn Nhạc mấy đêm nay ngủ không yên, nghĩ nếu thật sự bị phụ hoàng gả tới nước láng giềng, mấy mươi năm nữa, chỗ dựa phụ hoàng mẫu hậu không còn, lỡ nàng bị khi dễ, còn phải trông cậy vào hoàng huynh hoàng tẩu vì nàng chống lưng. Hiện giờ nghe thấy mẫu hậu đột nhiên muốn phong Giang Triều làm công chúa, Văn Nhạc là người không chịu đầu tiên. Mẫu hậu, người nghĩ kỹ chút. Một khi phong hào công chúa ban ra, hoàng huynh không thể lại cưới Giang tỷ tỷ. Đợi lúc hoàng huynh trở về, phụ hoàng và mẫu hậu nói sao với hoàng huynh? Chỉ sợ đến lúc đó hối hận cũng không kịp, hoàng huynh biết đi đâu tìm tẩu tử tốt như vậy, mẫu hậu có thể đi đâu tìm được con dâu tốt như vậy. Hoàng hậu nghe nàng nhắc tới thái tử, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Một tháng qua, Phù Dung Thành thật sự biến thành vi thành. Cửa thành phong tỏa chặt chẽ, ngay cả thái y bà phái đi còn không thể nào vào được. Huống chi là đưa tin tức ra ngoài. Triều tỷ nhi cùng hắn đã lui hôn, nơi nào là tẩu tử nữa? Con gọi nàng hoàng tỷ không tốt sao? Hoàng hậu nói xong lại nhìn về phía Giang Triều, chờ sách phong Triều tỷ nhi làm công chúa, con coi trọng công tử nào ở Giang Lăng, cứ việc nói bổn cung biết, bổn cung làm chủ cho con. Giang Triều bưng chung trà, lượn lờ khói nhẹ bay ra, mang theo một cổ ẩm ướt ấm áp xông lên gương mặt trắng mịn. Lông mi như vũ nhẹ nhàng lóe lóe, thân sắc hơi khựng lại, làm như đang suy xét lời hoàng hậu nói. Phong công chúa cũng khá tốt. Giang Triều ngẩng đầu đang muốn trả lời hoàng hậu, ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào, người còn chưa đi đến trước mặt, thanh âm đã tới trước, nhi thần cảm thấy không ổn. Giang Triều cũng đã lâu không gặp Thụy Vương, hiện giờ vừa thấy, đột nhiên có chút hoảng hốt, bất chợt một cổ khí lạnh đánh tới, khiến nàng cảm giác như trong chớp mắt lại ở Phù Dung Thành, bất giác Giang Triều cầm chung trà thật chặt. Thụy Vương đi đến trước mặt, hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu thấy hắn mắng một tiếng lỗ mãng, tầm mắt đảo qua, liền tức giận hỏi, có gì không ổn? Thụy Vương liền nói, mẫu hậu vừa mới nói muốn chọn phu quân cho Giang cô nương trong số các công tử Giang Lăng. Đã là công tử Giang Lăng, vậy cũng phải tính cả nhi thần vào. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng nháy mắt an tĩnh. Giang Triều nhìn Thụy Vương ngây ngốc, thật là không biết xấu hổ. Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu cho Văn Nhạc, Triều tỷ nhi đã lâu không tiến cung, con bồi nàng đi dạo một lát đi. Hoàng hậu tổng cộng có hai nhi tử, nếu thái tử không thành, xác thật cũng có thể suy xét Thụy Vương. Nhưng ý niệm này nếu đổi lại người khác còn có thể tin tưởng, hoàng hậu vô cùng hiểu rõ nhi tử mình, sao lại không biết y đang đánh chủ ý gì. Chính là giống Văn Nhạc, muốn lưu một con đường cho thái tử. Mẫu hậu, có tin tức. Giang Triều cùng Văn Nhạc vừa đi, Thụy Vương cũng không đợi hoàng hậu mở miệng, một câu ngăn chặn bà gian dạy, ba ngày trước Phù Dung Thành đã bỏ lệnh cấm, nói vậy có lẽ hoàng huynh đang trên đường hồi kinh. Bàn trà cạnh hoàng hậu lay động, cũng may Huỳnh cô cô tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Giang Triều cùng Văn Nhạc ra ngoài, dọc đường Văn Nhạc ra sức thuyết phục nàng, làm hoàng tẩu của ta nhất định tốt hơn làm hoàng tỷ. Làm thái tử phi liền có thể cả đời lưu tại Trần Quốc. Tỷ nhìn ta đi, ngoài mặt như là được sủng ái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng mà tới tuổi rồi cũng sẽ như người khác nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Phụ hoàng cũng nhẫn tâm muốn ta gả đi Ngô Quốc. Đại Trần Quốc ta hiện giờ chỉ có một công chúa.
người cùng nước láng giềng hòa thân vì nước vì dân hy sinh, trừ ta ra, không còn ai khác. Nếu như tỷ bị phong làm công chúa, tỷ cho rằng thật có thể tùy nguyện, chọn người mình thích sao? Ta thích đại công tử Hàn gia đây này, bộ dáng tuấn lãng, da thịt non mịn, nhất định là người biết nghe lời. Văn Nhạc nói một hồi, không biết đổi đề tài lúc nào, còn có Tấn Thám Hoa năm nay, gương mặt thật đúng là đẹp. Đặc biệt khi cười lên có thể làm người ta như tắm mình trong gió xuân, cho tỷ nhìn khuôn mặt như vậy cả ngày, bảo đảm cơm cũng quên ăn. Văn Nhạc vừa nói vừa kéo Giang Triều hướng đến ngự hoa viên, trong miệng càng nói càng không kiêng nể gì, bước chân vừa đến cầu đá liền đụng phải một người. Con đường này vốn thông với Phượng Dương Cung, ngày thường ít có người lui tới. Văn Nhạc đại để cũng không ngờ gặp người ngoài ở chỗ này, con người kinh ngạc còn chưa kịp tiêu tán, sau khi thấy rõ đối diện là ai, sắc mặt thoát cái đỏ bừng. Bên kia, Tam Hoàng tử Ngô Quốc cũng chăm chú vào Văn Nhạc, con ngươi một mặt ý cười, nhìn thế nào cũng đều là châm chọc. Công chúa nếu có sở thích như vậy, không bằng tới Ngô Quốc ta, nhạc phường ở Ngô Quốc chỗ nào cũng có. Khi Tam Hoàng tử Ngô Quốc đi ngang qua Văn Nhạc, bước chân ngừng lại, gió xuân thổi từng chữ rõ ràng truyền vào tai Văn Nhạc khiến thân mình nàng run run, ngay cả Giang Triều cũng có thể cảm giác ra nàng quẫn bách. Nhận thức Văn Nhạc mấy năm nay, Giang Triều chưa từng thấy nàng sợ ai, lúc này cũng coi như là gặp phải khắc tinh. Giang Triều vội tránh sang hướng bên cạnh, cất bước rời khỏi chốn thị phi này. Qua đầu cầu đá bên kia, Giang Triều vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ngọn dương liễu đang phiêu diêu theo gió. Hôm nay, sắc trời đúng lúc có nắng ấm chiếu rọi, vạn dặm trời quang mây bay như tơ, khắp nơi tràn ngập sắc xuân tươi đẹp. Giang Triều nhấc chân chậm rãi đi về phía gốc dương liễu. Mỗi lần Giang Triều tiến cung, hoàng hậu đều sẽ lưu nàng ở lại mấy ngày. Thế nên hôm nay Giang Triều cũng không vội quay về, liền đứng dưới bóng dương liễu hóng gió. Trải qua mùa đông khắc nghiệt tuyết sương, tươi đẹp xuân sắc càng thêm quý trọng. Ta ngồi ở đây một lát. Giang Triều kéo Tố Vân ngồi xuống tảng đá dưới núi giả. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có xuân phong thổi xào xạc. Giang Triều nhẹ nhàng dựa vào tảng đá phía sau, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu quanh thân, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến. Giang Triều đang định chợp mắt trong chốc lát, con đường bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân trầm ổn hữu lực, lại dồn dập vội vàng. Giang Triều mơ màng quay đầu lại nhìn liền bị núi giả chắn tầm mắt nên không thấy rõ bóng người kia, qua một lúc sau bóng người hiện ra ở đầu bên kia cầu đá. Dáng người đĩnh bạt như tùng, một thân áo choàng màu xanh đen, ống tay áo cùng vai lưng đều thêu long văn bốn móng, gió xuân lướt qua hắn, cuốn vật áo bay bay. Giang Triều nháy mắt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm người nọ xuất thần. Tố Vân phía sau cũng nhất thời không lên tiếng, chờ đến khi thân ảnh Trần Ôn hoàn toàn biến mất ở đầu cầu, mới quay đầu lại không quá xác định nói với Giang Triều, tiểu thư, hình như nô tỳ vừa mới gặp được thái tử. Ừ, Giang Triều đứng dậy, xoay người bước lên thềm đá. Tố Vân cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt hưng phấn, đỡ cánh tay Giang Triều, tiểu thư, điện hạ đã trở lại. Thanh âm rõ ràng là cao hứng, lại nghe như muốn khóc. Sau tất cả mọi chuyện, ân oán trước đây đột nhiên cũng tan thành mây khói. Ngày ấy, Tố Vân bồi Giang Triều ngồi ở bên trong xe ngựa, những gì Ninh Sư gia nói, Tố Vân đều nghe thấy tất cả. Tự đáy lòng cũng ngóng trông điện hạ có thể bình an trở về, hiện giờ nhìn thấy người đã trở lại, cảm xúc dâng trào, hốc mắt liền đỏ. Tiểu thư, nô tỳ chạy đi hỏi một chút xem điện hạ có thể trở về, vậy người trong Phù Dung Thành có phải cũng không có việc gì hay không? Hôm rời đi Phù Dung Thành, đoàn người đi vội vàng, cũng không có tâm tư nghĩ đến người khác. Thẩm gia, Đổng gia, còn có Ninh Sư gia, Tần tướng quân, tất cả đều vẫn mạnh khỏe. Từ lúc Tố Vân dắt Giang Triều đi lên cầu, nàng không hề lên tiếng. Mới vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, hai người quay đầu lại, liền thấy Tần tướng quân. Hai người đứng yên tại chỗ nhìn Tần tướng quân nện bước đi đến trước mặt, Giang cô nương. Tần tướng quân đứng trước mặt Giang Triều chắp tay hành lễ. Giang Triều nhìn qua, thấy thần sắc hắn đã nhìn không ra nửa điểm bệnh trạng. Tâm trạng căng chặt cả tháng rốt cuộc thả lỏng. Không cần đi hỏi cũng biết Phù Dung Thành xem như không còn đáng lo ngại nữa. Tướng quân vất vả, Giang Triều nói. Tần tướng quân lại chắp tay thi lễ nói với Giang Triều, ôn dịch ở Phù Dung Thành có thể khắc chế được, ít nhiều cũng nhờ Giang cô nương. Nếu không có phương thuốc Giang cô nương để lại, Phù Dung Thành còn không biết chịu khổ đến khi nào, mà tướng cũng coi như là thiếu Giang cô nương một cái mệnh. Giang Triều cũng nhún người đáp lễ, nhẹ giọng nói, đều trở lại là tốt rồi. Tần tướng quân đứng thẳng người, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bàn tay không tự giác mà cầm chuôi kiếm bên hông, xấu hổ nói, Thẩm Tam cô nương cũng tới Giang Lăng, hiện giờ đang ở quý phủ. Cung nữ trước cửa Phượng Dương Điện ban đầu cũng không dám tin vào mắt mình, đợi khi bóng người càng đi càng gần, mới chạy nhanh xoay người bẩm báo hoàng hậu. Thụy Vương ngồi ở trong phòng còn chưa đi, cung nữ bước chân có chút gấp, tới phòng trong còn bị huỳnh cô mắng, lỗ mãng hấp tấp còn thể thống gì. Nương nương, điện hạ đã trở lại.
Cung nữ một chút cũng không bận tâm vì bị mắng, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền từ trên ngạch cửa vào. Hoàng hậu cùng Thụy Vương nghe thế, đồng thời đứng lên. Ánh mặt trời ban trưa từ khung cửa sổ chiếu vào, bóng người đứng trên nền gạch vàng giống như nạm một tầng kim quang. Trần Ôn bước chân vào, tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Trần Ôn tới trước mặt hoàng hậu, vén vạt áo quỳ xuống. Từ lúc hắn tiến vào, ánh mắt hoàng hậu vẫn luôn định ở trên người hắn, nhìn hồi lâu vẫn không lên tiếng. Huỳnh cô bên cạnh thấy thái tử còn quỳ trên mặt đất, liền nhẹ giọng gọi nương nương. Hốc mắt hoàng hậu có chút ướt át, cúi đầu dùng khăn lụa thấm nước mắt, mới nói, trở lại thì tốt rồi. Đến khi Trần Ôn ngồi cạnh mình, hoàng hậu mới nói thêm, gầy quá. Chu Thuận đứng rũ đầu một bên, không gầy mới là lạ, lộ trình nửa tháng mà chỉ đi có 7 ngày. Từ Phù Dung Thành thẳng một đường không dừng ngựa tới Giang Thành, lên thuyền rồi điện họ mới ăn uống nghỉ ngơi một lúc. Làm mẫu hậu lo lắng. Khi Trần Ôn nói chuyện, ánh mắt theo bản năng tìm một vòng xung quanh, cũng không nhìn thấy người muốn thấy. Vừa đến Giang Lăng, Trần Ôn liền cố ý trì hoãn một vòng, đưa Thẩm Sương cùng Giang Yên đến Giang Gia. Nguyên nhân vì sao Chu Thuận hoàn toàn rõ ràng. Chu Thuận theo Tần tướng quân xuống xe ngựa, ra cửa đón người chính là Giang đại phu nhân. Nhìn thấy đại cô nương mình ngày đêm lo lắng đã trở lại, kích động đến nỗi nói không nên lời. Sau đó, nhìn thấy Thẩm Sương bên cạnh Giang Yên, liền cũng đoán được đây chính là cháu gái Thẩm lão phu nhân à. Thẩm Sương hành lễ, chào một tiếng hầu phu nhân, đại phu nhân vội sai người đưa các nàng đi vào. Yên Nhi, con mang Thẩm cô nương đi gặp lão phu nhân trước, hôm nay tứ muội con đã vào cung, có lẽ ngày mai mới có thể trở về. Đại phu nhân nói xong, mới quay sang nhún người cảm tạ Chu Thuận và Tần tướng quân, trên đường ít nhiều nhờ có thái tử cùng hai vị đại nhân chiếu cố. Chu Thuận không tiện ở lâu, quay đầu lại liền nói với Trần Ôn, điện hạ, nương nương sáng sớm đã đón Giang cô nương tiên cung. Trần Ôn một khắc cũng không trì hoãn, quay đầu đi thẳng tới trong cung, đến nỗi thái giám thông truyền còn không đuổi kịp bước chân hắn, ai ngờ vào đến nơi lại không thấy được người. Kế tiếp, Thụy Vương lại trò chuyện cùng Trần Ôn, hỏi thăm tình hình Phù Dung trong thành. Tuy nhiên, hồn vía Trần Ôn không có ở đây. Hai bàn tay hắn đè nặng đầu gối, hết nắm lại buông. Hoàng hậu cũng nhận ra tâm tình của hắn không tập trung. Ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Trần Ôn, bà bưng chung trà, nhấc nắp, chợt khựng lại nói, thái tử hiện giờ đã về rồi, bổn cung có việc muốn cùng ngươi xác nhận lại. Trần Ôn nghiêng đầu lễ phép hỏi, không biết mẫu hậu nói chính là chuyện gì. Việc này bổn cung vừa mới cùng Thụy Vương và công chúa đề cập qua. Thái tử đã hạ thư từ hôn với Triều Tỷ Nhi, vậy hôn ước này không tính nữa. Hôm rời đi Phù Dung Thành, bổn cung nghe Ninh Sư ra nói, thái tử cũng có ý phong Triều Tỷ Nhi là công chúa. Đúng lúc hôm nay Triều Tỷ Nhi có mặt ở trong cung, bổn cung thấy nàng tựa hồ cũng nguyện ý. Ta sẽ chọn ngày lành sắp xếp việc này, các ngươi cũng có thêm một hoàng muội. Người trong phòng nhất thời đồng loạt nhìn về phía thái tử. Ánh mắt Thụy Vương không giấu nổi vẻ đồng tình. Huỳnh cô quính lên đang muốn mở miệng, lại bị hoàng hậu liếc sang một cái, đành ngậm miệng. Huỳnh cô quả thật không hiểu, lúc thái tử chưa trở về, nương nương ngày đêm nhắc mãi, hiện giờ người đã trở lại, thế mà không chút nương tay. Thái tử đưa mắt nhìn quanh phòng cả nửa ngày là muốn tìm người nào, ai chẳng biết. Trần Ôn đại đế cũng không ngờ mẫu hậu sẽ đề cập việc này. Mấy ngày nay, mở mắt nhắm mắt trước mặt đều là người đó. Từ lúc biết mình còn có cơ hội sống sót trở ra, liền quyết định cùng nàng tiếp tục duyên phận, hiện giờ người còn chưa thấy. Đột nhiên nói để nàng trở thành muội muội hắn, Trần Ôn cho dù có bản lĩnh mặt không đổi sắc áp đỉnh Thái Sơn cũng không tránh khỏi có vài phần hoảng loạn. Thái tử có nói qua, đúng không? Hoàng hậu thấy hắn không có phản ứng, lại bồi thêm một câu. Qua một lúc lâu, Trần Ôn mới cực mất tự nhiên mà mở miệng, thanh âm nhỏ xíu, ngày ấy Nhi Thần dặn dò Ninh Sư ra không ít chuyện. Lúc ấy, tình huống thật sự khẩn cấp, Nhi Thần không nhớ rõ mình còn từng hứa hẹn chuyện này. Theo Nhi Thần thấy, Phong công chúa không nên nóng vội. Hiện giờ ôn dịch vừa qua khỏi, triều đình nên lấy trấn an dân tâm làm trọng. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hoàng hậu cùng Thụy Vương quả thực không thể tin được lỗ tai mình, vẻ mặt hai người nhìn Trần Ôn, nói là nghẹn họng chân chối cũng không quá. Hắn đường đường là thái tử, mà dám mở miệng nói quên. Cái hố này là do hoàng hậu đào ra, thấy phản ứng của thái tử hiện giờ cũng không biết là nên vui hay sầu. Trong phòng một lúc lâu không có ai nói chuyện, Trần Ôn lại vững như Thái Sơn, cũng không mở miệng nói thêm gì biện hộ cho bản thân, cứ liền như vậy lẳng lặng ngồi một đống. Lúc này, cung nữ ngoài cửa tới báo, nương nương, Phù Dung Thành Ninh Sư ra xin cầu kiến. Hoàng hậu nếu có thể cười, phỏng chừng là sẽ cười thành tiếng ngay tại chỗ. Bà thật muốn hỏi Ninh Sư ra có phải lúc trước ở cửa thành truyền sai lời rồi hay không. Hắng giọng một tiếng, hoàng hậu chậm rãi đặt chung trà trong tay xuống,
sờ sờ hộ chỉ trên tay mới nói, mời vào đi. Ninh Đình An hơi hơi rũ mắt. Vừa bước vào phòng có thể cảm giác được vài ánh mắt nóng rát chăm chú trên người mình, nhưng người Ninh Đình An lúc này không dám nhìn nhất chính là Thụy Vương. Thụy Vương rời khỏi Phù Dung Thành như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Khoảnh khắc cửa thành đóng lại, hắn nhìn biểu tình Thụy Vương ẩn ẩn kiêu ngạo, thậm chí khóe môi còn giơ lên vài phần. Ninh Đình An vẫn luôn bất an, liền tự biết sau khi sống sót trở ra, hiểu rõ một khi gặp lại, bản thân chắc chắn mất một lớp da. Lần này tiến cung là chủ động thỉnh mệnh với Trần Ôn, đến Giang Lăng đón vương gia trở về Phù Dung Thành. Vi thần tham kiến nương nương, đứng lên đi, Ôn Dịch ở Phù Dung Thành, Ninh sư gia có thể nói là lập công lao hãn mã. Đợi sau khi bổn cung bẩm tấu với hoàng thượng, tất sẽ trọng thưởng. Hoàng hậu ban tọa cho Ninh Đình An. Mong hắn còn chưa kịp đặt xuống ghế đã nghe hoàng hậu nói, Ninh sư gia lần này tới Giang Lăng, lưu lại thêm vài ngày. Tính ra, Triều tỷ nhi cũng là biểu muội Ninh sư gia, đãi bổn cung phong Triều tỷ nhi là công chúa rồi, ngươi cũng tới uống chén rượu. À, nhân tiện cũng phiền sư gia thuật lại lời thái tử truyền cho bổn cung lúc ở Phù Dung Thành. Cổ họng Trần Ôn lập tức lăn lên lộn xuống, ít hầu bỗng khô khốc khủng khiếp, hắn vươn tay sờ soạng chung trà, lại không chạm trúng. Vô tình ống tay áo quét ở trên chung trà, lách cách một tiếng, cả chung lẫn nước đổ đầy trên mặt đất lót gạch vàng, mảnh vỡ văng tứ tung. Hoàng hậu lại vô cùng bình tĩnh. Trước giờ, Ninh Đình An vốn thông minh, lại lần nữa đứng dậy quỳ xuống, vi thần khẩn cầu nương nương tha tội. Ngày ấy điện hạ dặn dò vi thần rất nhiều sự vụ, hiện giờ vi thần ngẫm lại một phen, e rằng vi thần đã nghe sai. Hoàng hậu không lên tiếng, nhưng sắc mặt không quá đẹp. Trần Ôn trung quy lòng dạ không yên, nghiêng thân nhẹ giọng kêu một tiếng, mẫu hậu. Hoàng hậu giơ tay ra hiệu cho những người trong phòng, đều lui ra đi. Thụy Vương cùng Ninh Đình An đều đã rời đi. Trần Ôn tự giác không dám đứng dậy, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh hoàng hậu. Khi bốn bề vắng lặng, hoàng hậu mới nói với Trần Ôn, ngươi tròn một tuổi đã được sắc phong làm thái tử, 3 tuổi liền một mình tiến vào ở Đông Cung, 8 tuổi bắt đầu xử lý triều chính cùng phụ hoàng. 20 năm qua, mỗi một việc ngươi làm đều cực kỳ quyết đoán anh minh. Hiện tại, Ôn Dịch ở Phù Dung Thành, bổn cung thấy ngươi cũng xử lý vô cùng tốt. Nhưng sao hôm nay ở trước mặt bổn cung lại chơi trò vô lại? Ngươi chẳng lẽ đã quên bản thân mình là Trần Quốc Thái tử? Lệnh bài của ngươi còn ở trên tay ta, vị trí thái tử một ngày chưa đổi, ngươi vẫn là chữ quân đại trần ta. Đường đường là con cháu hoàng thất, đã xuất ngôn, lại há có thể không thừa nhận. Hoàng hậu đối với hai nhi tử trước nay luôn luôn ôn hòa, lúc này sắc mặt hiếm khi nghiêm túc. Trần Ôn uốn gối quỳ xuống, mẫu hậu bớt giận, nhi thần biết sai. Hoàng hậu nhìn hắn, dứt khoát nhẫn tâm nói thêm, quân vô hí ngôn, thái tử hẳn là cũng minh bạch, lời nói ra như nước đổ đi, Triều tỷ nhi, hoàng hậu còn chưa nói hết. Trần Ôn đột nhiên dập đầu một cái, ngắt lời hoàng hậu, lúc ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm nghị ẩn ẩn lộ ra vài tia bi ai, mẫu hậu, nhi thần không muốn nàng trở thành hoàng muội nhi thần. Trong lòng nhi thần có nàng, thần sắc hoàng hậu có vẻ ngoài ý muốn. Trần Ôn nói, ngày ấy, nhi thần tự biết ra không được, nên hy vọng nàng cả đời này có thể trôi qua an ổn mỹ mãn. Nhi thần biết mẫu hậu thích nàng, nếu sách phong nàng là công chúa, nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng mà nàng rời đi rồi, nhi thần mới biết bản thân không muốn đem nàng phó thác cho bất cứ ai. Nhi thần chỉ muốn mình bồi ở bên cạnh nàng, bồi nàng chọn cả đời, chăm sóc nàng chọn cả đời. Hiện giờ nhi thần đã trở lại, khẩn cầu mẫu hậu cho nhi thần thêm một cơ hội. Hoàng hậu nhìn Trần Ôn, thấy hốc mắt hắn ướt át, lần đầu tiên thấy hắn thâm tình như thế. Có thể vì Triều tỷ nhi đồ sát 1 vạn người, hoàng hậu sao không biết hắn nghĩ gì. Hiện tại bức bách hắn cũng là muốn nhìn xem trong lòng hắn rốt cuộc tính toán như thế nào. Những năm qua, Triều tỷ nhi luôn đi theo phía sau hắn, lại không hề thấy hắn động tâm. Hiện giờ, Triều tỷ nhi đã hoàn toàn buông xuống, nếu muốn người hồi tâm chuyển ý, e rằng cũng không dễ dàng. Thấy hắn nói như thế, thái độ của hoàng hậu liền cũng mềm xuống. Lúc trước, hôn sự này là ta cùng Giang nhị phu nhân định ra, lại do phụ hoàng người hạ thánh chỉ. Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, không phải do ngươi tự mình quyết định. Hiện giờ, hôn ước cũng đã lui, ngươi cũng đã cập nhược quán, có chủ kiến riêng mình. Ngươi muốn thích ai, ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi cũng sẽ không duỗi tay quản. Ngươi nếu muốn tranh thủ thì tự đi tranh thủ, thành hay không đều do ngươi. Vị trí Đông Cung Thái tử Phi không được trì hoãn nữa. Ngươi đã sắp qua 20 rồi. Dựa theo quy củ, năm nay nhất định phải thành thân. Ta cũng không ép ngươi, cho ngươi 2 tháng. Nếu đến lúc đó còn không có tiến triển, ta sẽ thương nghị với phụ hoàng ngươi tuyển vài tiểu thư trong số các quan viên. Muộn nhất là mùa thu năm nay phải thành hôn. Trần Ôn bất giác toát một tầng mồ hôi mỏng, trầm mặc một lúc mới nói với hoàng hậu, nhi thần đa tạ mẫu hậu. Hoàng hậu cũng không giữ hắn lại nữa, đứng lên đi. Trần Ôn đứng dậy đang muốn rời đi, hoàng hậu lại gọi hắn, khoan đã.
hoàng hậu đi vào buồng trong một lúc trở ra, cầm theo lệnh bài ngày ấy Ninh Đình An đưa cho bà, đứng trước mặt Trần Ôn, đặt vào tay hắn, lần này coi như là một lần lịch kiếp. Giờ đã trở lại vậy thì cũng giống như trước kia, thành thật kiên định làm tốt bổn phận của ngươi. Nếu thật sự muốn chuộc tội, thì làm tốt thái tử Trần Quốc, tạo phúc cho bá tánh. Trần Ôn lui ra sau hai bước, uốn gối quỳ trên mặt đất, tiếp nhận lệnh bài trong tay hoàng hậu, nhi thần đa tạ mẫu hậu dạy dỗ. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ngươi cũng vất vả nhiều rồi. Hoàng hậu đau lòng đỡ hắn lên, mãi đến lúc này trên mặt mới lộ chút ôn nhu. Trần Ôn còn chưa lui, cung nữ Ý Giao đã chạy vào nói với hoàng hậu, nương nương, Giang cô nương nói Thẩm Tam tiểu thư từ Phù Dung Thành tới Giang gia. Người Giang gia cùng Thẩm cô nương không thân, nên nàng trở về trước, biết nương nương đang bận nên xin phép không từ biệt nương nương. Qua mấy ngày nữa, lại tiến cung bồi nương nương. Ý Giao nói xong, hoàng hậu còn chưa lên tiếng, Trần Ôn quay đầu liền hỏi, người đã đi rồi. Ý Giao ngẩn người, gật đầu, vâng, có lẽ đã ra tới cửa cung. Nhi thần cáo lui. Trần Ôn không nán lại thêm chút nào nữa, cáo lui với hoàng hậu xong, bước chân thong dong rời đi, vừa tới chỗ ngoặt, không tự giác đi nhanh hơn. Từ Phượng Dương Điện ra tới, Chu Thuận còn lon ton đuổi theo sau, Trần Ôn đã nhảy lên ngựa, chạy thẳng về hướng cửa cung. Tuy nhiên, Chu Thuận mới chạy theo được nửa đường, đã nhìn thấy Trần Ôn một mình một ngựa trở về. Chu Thuận liền biết điện hạ trung quy vẫn là không đuổi theo. Giang Triều từ Tần tướng quân biết được Thẩm Sương tới Giang Lăng, lúc ấy liền tìm một cung nữ quen mắt, nhờ nàng truyền lời cho hoàng hậu. Cung nữ kia lại chạy đi tìm cung nữ Ỷ Giao hầu cận hoàng hậu, truyền tới truyền lui, trì hoãn cả canh giờ. Giang Triều lại rời đi gấp gáp. Khi Trần Ôn từ chỗ hoàng hậu nương nương chạy ra, Giang Triều quả thật đã ra tới cửa cung như Ỷ Giao phán đoán. Giang Triều cũng không biết Trần Ôn đuổi theo mình, một lòng chỉ muốn trở lại Giang gia, gặp Thẩm Sương. Đại phu nhân dặn dò các cô nương Giang gia, hôm nay Triều tỷ nhi vào cung, Sương tỷ nhi mới tới Giang Lăng, vẫn còn xa lạ. Mấy đứa con đến bồi Sương tỷ nhi đi. Vì vậy, ba vị cô nương liền ở lại phòng Thẩm Sương trò chuyện. Nói một hồi lại nhắc đến ôn dịch ở Phù Dung Thành. Trận ôn dịch này, Sương muội muội chính là công thần. Hơn một tháng qua, muội luôn theo hỗ trợ Đổng đại lão gia. Bất kể ngày đêm chăm sóc bệnh nhân trong khu trú bệnh, ban đầu là ở Vương Phủ, sau đó lại theo Đổng lão gia tới doanh trướng bên ngoài trợ giúp bá tánh. Ngày doanh trướng tháo dỡ, các muội không nhìn thấy đâu. Bá tánh vây quanh Sương muội muội, ai cũng xúc động cảm tạ ân tình của muội ấy, còn gọi muội ấy là Bồ Tát sống đấy. Giang Yên cùng Thẩm Sương cũng coi như là đã trải qua một hồi sinh tử trắc trở. Ngày ấy ở Vương Phủ, một người ở ngoài cửa, một người ở bên trong, gắt gao chống đỡ trước viện Giang Triều. Kể từ lúc đó, Giang Yên liền nhận định Thẩm Sương là muội muội. Lúc này nghe Thẩm lão phu nhân có ý đưa nàng tới Giang Lăng, liền chủ động đến Thẩm ra đón người. Thẩm Sương thấy Giang Yên ngay cả việc này cũng nói ra, nhất thời đỏ mặt vội bắt lấy tay Giang Yên. Yên tỷ tỷ đừng chê cười muội nữa, cái gì Bồ Tát sống, muội cũng chỉ là chân sai vặt, nào biết y thuật gì đâu. Thẩm Sương có thể tới Giang Lăng xác thật là ý Thẩm lão phu nhân. Cả đời Thẩm lão phu nhân chủ trương thuần pháp, không muốn con cháu ham hư danh, y dược thế gia không giống với gia tộc khác. Trong tay nắm chính là mạng người, cho nên sợ có một ngày bị hư vinh che mờ hai mắt, vứt bỏ y đức, chặt đứt cơ nghiệp Thẩm gia. Năm xưa, sau khi Thẩm Yên nhiễm chết ở Vi Thành, hoàng thượng đã từng nói để Thẩm đại gia nhậm chức Kim Lăng Thái Y Viện, nhưng Thẩm lão phu nhân cự tuyệt. Hiện tại, ôn dịch kết thúc, thái tử ban cho bảng hiệu hành y tế thế, lại lần nữa đề ra việc này, Thẩm lão phu nhân vẫn từ chối, thân là đại phu, cứu người là bổn phận. Từ xưa đến nay, làm gì có chuyện đại phu cứu người, nhất định phải mưu cầu chức quan. Điện hạ ưu ái, lão phụ thật vô cùng cảm kích. Nếu thật muốn cầu ban thưởng, lão phụ liền cả gan cầu điện hạ, thưởng công lao cho tam cô nương trong PH. Thẩm tam cô nương Thẩm Sương, xác thật là lập công. Vì thế, Trần Ôn liền gật đầu. Ngay Thẩm Sương đi, Thẩm lão phu nhân liền gọi Thẩm Sương đến dặn dò, từ trước đến nay, con bất đồng với các tỷ tỷ. Con tâm khí cao ngạo, không muốn ở Phù Dung Thành nhỏ bé này, ta đều xem ở trong mắt. Vốn tưởng rằng con chỉ là suy nghĩ khác người, lại không ngờ lại có số mệnh như thế. Hôm nay, không phải là ta muốn thành toàn cho con, mà là do bản thân con tranh thủ được, là tạo hóa của con. Thế nên, ta cũng không ngăn trở con. Thẩm lão phu nhân nói xong, giao cháp gỗ lúc trước Giang Triều để lại cho Thẩm gia, đưa cho Thẩm Sương, nói, bây giờ con tiến cung, nhớ cầm theo cái này đi gặp Hoàng hậu nương nương. Thẩm gia cũng không có gì cho con nở mày nở mặt. Con cầm thứ này vào cung, ít nhiều cũng có thể giúp con nâng cao thân phận, tự tin xứng với người ta. Đơn thuốc Thẩm gia suýt nữa hại hai mạng người. Thẩm lão phu nhân cùng Thẩm đại gia đã sớm thương nghị thỏa đáng. Thứ này lưu tại Thẩm gia, không chừng ngày nào đó lại sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng nếu là đặt ở Hoàng cung,
còn có thể tạo phúc cho nhiều người. Hai người một phen bàn bạc, liền giao đơn thuốc cho Thẩm Sương để nàng cầm đi Giang Lăng gặp hoàng hậu, vì bản thân tranh thủ một phần công lao, mưu cầu một danh phận, tương lai có gả vào tướng quân phủ, cũng không ai nói nàng là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Thẩm lão phu nhân biết Thẩm Sương thích Tần tướng quân. Sau khi Ôn Dịch được khống chế, Tần tướng quân cũng từng đến Thẩm gia cầu kiến Thẩm lão phu nhân, biểu lộ ý tứ với Thẩm Tam cô nương. Xin Thẩm lão phu nhân cho hắn chút thời gian, đừng vội hứa hôn Tam cô nương cho người khác, sau khi hắn trở lại Giang Lăng, nhất định mang sính lễ tới cầu hôn Tam cô nương. Thẩm lão phu nhân đối với Tần tướng quân cũng rất vừa lòng. Tài đức phẩm hạnh xác thật là người hiếm có, nhưng cửa kết thân này là Thẩm gia trèo cao. Thẩm lão phu nhân biết rõ quy củ nhà cao cửa rộng thế gia. Nếu cứ như vậy gả qua, ngày tháng sau này của Thẩm Sương cũng không thể tốt được. Cho dù được Tần tướng quân che chở, nhưng ở hậu viện khó tránh bị bà đè ép, không thể thẳng lưng, nhất định sẽ ngậm không ít bồ hòn. Cho nên lúc này mới ở trước mặt Thái tử điện hạ cầu xin vì Thẩm Sương, sau đó cho nàng đơn thuốc gia truyền. Thẩm Sương quỳ gối trước mặt Thẩm lão phu nhân lệ tuôn như mưa, Sương Nhi vào kinh, vốn là ngỗ nghịch ý nguyện của tổ mẫu, sao dám cầm thứ này. Thẩm lão phu nhân thở dài một hơi, đỡ nàng lên, xem như là ta cho con của hồi môn đi. Ngày tháng tương lai vẫn là dựa vào chính bản thân con. Từng trải qua một hồi sinh tử trắc trở, ánh mắt con bây giờ cũng thoáng lên rồi. Giang Triều quay về đại phu nhân cũng không bất ngờ, biết ngay là con không yên lòng Sương tỷ nhi mà. Ba tỷ tỷ của con đang ở bác phòng bầu bạn với nàng ấy đấy, con mau qua đó đi. Giang Triều ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt bên trong, vội tăng tốc bước chân. Vừa vào liền nhìn thấy Thẩm Sương một thân váy dài màu xanh lục nhạt, lập tức gọi, Tam biểu tỷ, đại tỷ. Thẩm Sương ngẩng đầu, vui mừng trong mắt không thể che giấu, nhìn thấy Giang Triều, rốt cuộc an tâm, biểu muội. Nụ cười của Thẩm Sương không giống trước đây, sáng sủa hơn không ít, đều do tỷ thúc giục muội phải về sớm. Lúc trước ở Thẩm gia, ba cô nương họ Thẩm thường xuyên bồi Giang Triều. Bây giờ, Thẩm Sương tới Giang gia, ba cô nương họ Giang lại bồi nàng, các nàng tuổi tác xấp xỉ nên chẳng mấy chốc trở nên thân thiết. Qua nửa tháng nữa, nhị muội muội xuất giá rồi, xem ra tỷ đến thật đúng lúc. Đại cô nương Giang Yên nói xong, đôi mắt liền dán ở trên người Giang Triều. Giang nhị cô nương gả cho Thế tử Vĩnh Ninh hầu phủ, Tam cô nương Giang Chỉ đã cùng Vương đại công tử nhà Binh Bộ Thượng thư định hôn. Năm ngoái, Vương công tử còn thi đỗ bảng nhãn. Về phần Thẩm Sương như thế nào, cùng chung đường bấy lâu lẽ nào Giang Yên nhìn không ra manh mối. Nếu Thẩm Sương thật sự có thể gả cho Tần tướng quân thì tốt, Tần gia là một hộ không tồi. Ai cũng tương đối ổn định, chỉ có mỗi trung thân đại sự của Giang Triều vẫn còn chưa biết ra sao. Tứ muội hôm nay có gặp Thái tử không? Giang Yên cũng không biết vì sao, vẫn cảm thấy Thái tử cùng tứ muội rất xứng đôi. Tứ muội từ nhỏ được hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng bên người, dưỡng thành một thân hoàng tộc quý khí, hiện giờ để nàng tìm người khác, ai có thể xứng đôi? Giang Triều gật gật đầu, nàng chỉ thấy được cái bóng. Ta nghe nói tổ mẫu đang chọn người cho tứ muội đấy. Nhị cô nương đột nhiên tiếp lời, thân thân bí bí trước mặt mọi người, nghe nói Hàn công tử Mục Quốc công phủ nhân phẩm bộ dạng đều không tồi. Bây giờ tổ mẫu đang tìm chỗ nghị thân cho tứ muội, chắc chắn sẽ suy xét. Giang Trâm vừa nói xong, đã bị Giang Yên dùng khuỷu tay huýt một cái, ngươi đã sắp gả chồng, còn không biết xấu hổ mà đàm luận công tử nhà khác, không sợ Thế tử Vĩnh Ninh hầu phủ ghen à? Sắc mặt Giang Yên đỏ lên, vội im bặt, muội. Muội chỉ nói với tứ muội muội thôi mà. Tứ muội muội nào đến lượt ngươi quản? Ngươi vẫn là tự lo cho bản thân đi, gả qua hầu phủ hầu hạ Thế tử cho tốt. Giang Yên nói xong, sắc mặt Giang Trâm liền hồng thành gan heo, vội vã che miệng nàng lại, muội chịu thua tỷ rồi, không nói lại tỷ. Mấy người náo loạn đến lúc trời gần tối mới rời khỏi phòng Thẩm Sương. Giang Triều ở lại thêm một lát, ngầm hỏi riêng chút chuyện, Thẩm Sương tới Giang Lăng có phải là vì Tần tướng quân hay không. Tuy nhiên, Giang Triều còn chưa mở miệng, Thẩm Sương đã nói trước, biểu muội, có thứ này tỷ muốn giao cho muội. Thẩm Sương vào trong lấy cái cháp ra. Tổ mẫu nói thứ này đặt ở Thẩm gia, tương lai không chừng sẽ xảy ra phiền toái. Thẩm gia chẳng qua chỉ là một tiểu thế gia, sợ là bảo hộ không được. Thế nên, lần này tổ mẫu bảo tỷ mang đến Giang Lăng, muốn muội đưa cho hoàng hậu nương nương, tương lai còn có thể tạo phúc cho bá tánh. Thẩm gia không cầu điều gì, chỉ cầu triều đình có thể bố cáo thiên hạ thứ này không còn ở chỗ Thẩm gia nữa. Thẩm gia không mong ban thưởng, chỉ nguyện con cháu Thẩm gia sau này có thể bình an qua ngày. Tổ mẫu lo lắng Thẩm gia không xứng với Tần gia, sợ nàng về sau chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, trong lòng Thẩm Sương kỳ thật đã có tính toán. Nàng không cần bất cứ thứ gì, Tần tướng quân đã bày tỏ tâm ý với nàng. Nàng là Thẩm Tam cô nương, ngày nàng gả đi cũng chỉ cần thân phận Thẩm Tam cô nương. Tổ mẫu cùng phụ thân dạy nàng người hành y phải có tấm lòng rộng mở.
Di nương dạy nàng lòng người khó dò, phải biết tính toán vì bản thân. Về điểm này, nàng khác với hai cô nương còn lại của Thẩm gia. Khi nàng mở lòng, có thể đối xử tốt với mọi người. Nhưng khi nàng có ý tính toán, ai có thể tính kế được nàng. Nàng thích Tần tướng quân, cũng ham phú quý, nhưng nàng hiểu cái nào nên, cái nào không thể dòm ngó. Ngày giang chiều đi, nàng nhờ Ninh Đình An đem đồ giao cho ngoại tổ mẫu. Một là vì phương thuốc chữa ôn dịch. Hai là suy xét thứ này nguyên bản chính là thuộc về Thẩm gia, nàng nên vật hoàn nguyên chủ. Hiện giờ nghe Thẩm Sương nói như vậy, cũng cảm thấy hợp lý, không nghĩ nhiều. Được, hôm nào muội tiến cung sẽ giao cho nương nương. Lần này, tam biểu tỷ tới Giang Lăng, chắc không phải chỉ là đưa cái cháp thôi đâu ha. Giang Triều yên lặng nhìn nàng, Thẩm Sương bị nhìn như vậy, sắc mặt phiếm hồng, vùi đầu ấp úng nói, Tần. Hắn nói anh đào ở Giang Lăng ăn rất ngon. Sau một lúc lâu, Giang Triều mới phản ứng lại, che miệng cười, đúng nha. Ăn rất ngon, tam biểu tỷ nhất định phải nếm thử. Thẩm Sương bị nàng trêu chọc đến nỗi không dám ngẩng đầu. Biểu tỷ đi đường sợ là cũng mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Giang Triều cũng không ở lại nữa, dặn dò nha hoàn hầu hạ Thẩm Sương, sau đó xoay người cùng Tố Vân trở về viện của mình. Mới ra khỏi phòng Thẩm Sương, mama trong viện Giang lão phu nhân đến truyền lời, lão phu nhân dặn dò cô nương hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai đi cầu phúc cùng với người. Lời nhị tiểu thư Giang Trâm nói đã linh nghiệm. Mấy hôm nay, Giang lão phu nhân cũng không nhàn rỗi. Ngoại trừ chuẩn bị hôn sự cho nhị cô nương ra, còn phải tuyển chọn cửa nghị thân cho Giang Triều. Trước mắt đang coi trọng ba chỗ, Mục Quốc công phủ, tiểu công gia Hàn Uông Thành, lại bộ thượng thư, đại nhi tử Lý Tuấn, Lâm gia Quốc Cữu gia, trưởng tử Lâm Sâm. Ngày mai, Giang lão phu nhân đi chùa chính là cùng với Lý lão phu nhân. Lý gia tuy không có tước vị, nhưng mấy nhi lang đều có một thân bản lĩnh, Lý Tuấn chẳng qua chỉ là một trong số đó. Năm ngoái thi đình được xếp thứ nhất là tân khoa Trạng Nguyên, cùng vương gia vương công tử ở Giang Lăng luôn được mọi người ca tụng. Danh xưng Giang Lăng tân tấn hai đại tài tử cũng từ đây mà có. Giang lão phu nhân nghe nói ngày mai Lý Tuấn cũng sẽ đi theo, liền nghĩ cũng để Giang Triều bồi mình. Thành hay không, cứ nhìn một cái trước đã, miễn cho định hôn rồi, Triều tỷ nhi lại không thích. Giang Triều tám phần cũng đoán được mục đích tổ mẫu, biết vì hôn sự của mình, tổ mẫu đã hao tâm tổn trí không ít, liền cũng cực kỳ phối hợp, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Trần Ôn vừa về tới Đông Cung đã thấy Thụy Vương cắm rễ bên trong. Lúc hai người ngồi đánh cờ, Ninh Đình An cùng Chu Thuận đứng một bên quan sát. Mãi đến khi Thái Dương dần dần ngã về Tây, quân cờ trong tay Trần Ôn hạ càng chậm, mắt thấy Thụy Vương chiếm ưu thế, Chu Thuận khẩn trương nhìn chằm chằm quân đen trên tay Trần Ôn, sốt ruột dùng. Quân cờ đen lại chậm chạp không hạ, mẫu hậu cho hắn 2 tháng. Hiện giờ, người hắn còn chưa thấy. Xuất cung, nếu thái tử muốn đuổi theo thì phải tìm lý do thỏa đáng. Hắn là thái tử, sao có thể tùy tiện đến Giang gia tìm người. Thư từ hôn còn chính tay hắn đưa, giờ lại tới cửa dây dưa, có khác gì kẻ lưu manh, háo sắc. Nếu muốn gặp người, vẫn là nghĩ cách làm nàng tiến cung. Tâm trí Trần Ôn căn bản không ở trên bàn cờ. Tuy nhiên, sắc mặt trầm ổn làm người nhìn không ra nửa điểm dị thường. Mãi cho đến phía sau vang lên tiếng động, một đám cung nữ ríu rít chạy theo một cô nương xinh đẹp đang nổi trận lôi đình đi tới, quân cờ trong tay Trần Ôn mới hạ xuống. Hoàng huynh, có người khi dễ ta, các huynh có quản hay không? Mấy lời này của Văn Nhạc, Thụy Vương đã nghe suốt mấy hôm nay đến nỗi lỗ tai sắp mọc kén, nhất thời không ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm quân cờ Trần Ôn vừa mới đặt xuống, nửa ngày vẫn không phục hồi tinh thần, không chơi nữa. Thụy Vương ném quân cờ trong tay vào vại, thua liền 3 ván, tâm tình của y hiện tại vô cùng buồn bực, ai lại khi dễ muội hả? Lúc Thụy Vương quay đầu lại, Văn Nhạc đã tới gần, còn có thể là ai? Trước mặt hai hoàng huynh, Văn Nhạc không cần giữ kẽ, còn không phải là tam hoàng tử Ngô Quốc sao? Kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo? Hoàng huynh phái binh chưa đến nửa tháng là có thể diệt toàn bộ Ngô Quốc hắn. Văn Nhạc mới bị ăn mắng từ ngự thư phòng, không dám đòi phụ hoàng phái binh nữa. Bị tam hoàng tử chọc tức, người đầu tiên Văn Nhạc đi tìm chính là hoàng thượng. Vừa nói xong mấy lời này liền bị hoàng thượng giáo huấn một trận, tâm tình quả thực bực bội, nên chạy tới chỗ Trần Ôn, "Hoàng huynh, huynh giúp muội trừng trị hắn đi. Mẫu hậu không dạy dỗ muội phải dĩ hòa vi quý với nước Lân Bang à?" Trần Ôn vừa dứt lời, Văn Nhạc lập tức yểu xìu, biết mình tìm sai người rồi, ủ rũ ngồi xuống, đang muốn túm tay áo Thụy Vương làm nũng, lại nghe Trần Ôn nói, "Muội là công chúa một nước lại bị khi dễ ngay tại trong hoàng cung nước mình, muội thật có tiền đồ." Văn Nhạc bị lời này chọc vào tim, lập tức bật đứng dậy, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn. Trong mắt xoay chuyển 2 cái, quay sang nói với Thụy Vương, "Hoàng huynh, hắn nói hắn bắn tên rất lợi hại, Trần Quốc ta không ai có thể sánh bằng." Lời này rõ ràng chính là châm ngòi ly gián,
Thụy Vương há có thể nghe không hiểu, nhướng mày, ồ, hôm qua không phải muội nói là trường thương sao, hôm nay sao lại thành cung tiễn rồi. Văn Nhạc bị vạch trần, gãi gãi đầu, nhìn Trần Ôn vẫn đạm nhiên nói, nếu Hoàng huynh giúp muội dạy cho hắn một bài học, muội bảo đảm sẽ đưa tẩu tử tới trước mặt huynh. Hôm nay, Văn Nhạc chính mắt nhìn thấy Trần Ôn cưỡi ngựa đuổi theo Giang Triều. Nàng không tin hắn nghe xong không động dung, mọi ánh mắt trong đình bất giác đều nhìn về phía Trần Ôn. Biết rõ tính tình Văn Nhạc nên trước giờ Trần Ôn chưa từng dung túng nàng. Thế nhưng lúc này căn bản không có nửa điểm do dự liền trả lời, được. Thông minh nha, Thụy Vương nhịn không được khen Văn Nhạc một câu. Văn Nhạc mừng rỡ, ước gì có thể cho Tam Hoàng tử đẹp mặt ngay lập tức, sáng sớm ngày mai, muội liền đưa thiếp mời cho tất cả công tử tiểu thư thế gia ở Giang Lăng. Văn Nhạc từ trước đến nay nói gió được gió, muốn mưa được mưa. Sân bắn tên đã có Trần Ôn lo liệu, nên nàng suốt đêm sai người viết thiếp mời. Sáng sớm hôm sau, Văn Nhạc liền phái người đi từng nhà đưa thiệp. Thiệp gửi đến Giang gia, Văn Nhạc cố ý dặn dò thái giám truyền tin, nhất định phải đưa tận tay cho Giang cô nương, nhớ chưa? Cuối giờ tị, thái giám trở về bẩm báo, công chúa, Giang cô nương không có ở Giang phủ, nghe nói là cùng Giang lão phu nhân đi chùa cầu phúc, sáng sớm nay đã đi rồi. Văn Nhạc ngẩn người, thái giám lại nói, cũng thật trùng hợp, Lý công tử phủ lại bộ thượng thư hôm nay cũng không có trong phủ, nghe nô tài Lý ra nói, cũng đi chùa cầu phúc. Sắc mặt Văn Nhạc liền thay đổi tại chỗ. Chuyện này mà trùng hợp cái gì, đây là có chuyện lớn rồi. Triều tỷ tỷ lui hôn, Giang gia khẳng định đang tìm hôn sự khác cho nàng. Cái gì mà đi chùa cầu phúc, đó chỉ là màn che, đi coi mặt mới là thật. Văn Nhạc chạy nhanh tìm Trần Ôn. Lúc này, Trần Ôn lại không có ở Đông Cung, mà là đang ở Thái Dương Điện cùng Hoàng thượng thương nghị giải quyết hậu quả ôn dịch ở Phù Dung Thành. Nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng. Dương Điện cùng Hoàng thượng thương nghị giải quyết hậu quả ôn dịch ở Phù Dung Thành. Nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng. Danh sách thưởng phạt là hôm qua Trần Ôn, Thụy Vương cùng với Ninh Đình An xét duyệt. Hôm nay, Trần Ôn đưa cho Hoàng thượng xem qua, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý lời đồn đãi và luận công ban thưởng cho đồng thẩm hai nhà, thế nên hai người chỉ hoãn chút thời gian. Văn Nhạc không tìm thấy người ở Đông Cung, lại một đường chạy đến Thái Dương Cung. Ngoài chính điện, Cao Công Công đang canh giữ ở cửa, Trần Ôn còn ở bên trong không thấy mặt. Trước giờ, Văn Nhạc vốn sợ Hoàng thượng nên không dám trực tiếp vọt vào, liền bảo khi nào Cao Công Công đi vào thêm trà, nhắn cho Trần Ôn một câu. Hôm nay, Giang cô nương đi chùa cùng Lý Công Tử. Lúc Cao Công Công thêm trà, hơi nghiêng thân mình chắn tầm mắt Hoàng thượng, nói nhỏ bên tai Trần Ôn. Trần Ôn đột ngột cử động, Cao Công Công không kịp thời tránh đi, nước trà liền đổ xuống người Trần Ôn. Cao Công Công nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất, nô tài đáng chết. Trần Ôn đứng dậy khỏi ghế, con ngươi vững vàng bình tĩnh không có vẻ gì tức giận, nhưng lờ mờ có vài tia hoảng loạn. Hoàng thượng quét mắt nhìn sang, Trần Ôn mượn cớ này xoay người chắp tay thi lễ, hôm nay, phụ hoàng cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai, nhi thần lại đến. Đại điện mỗi ngày đều có người tới tới lui lui, nên gạch được cọ sát bóng đến nỗi có thể soi rõ từng bước chân đi qua, in được cả thân ảnh mơ hồ. Văn Nhạc vẫn còn chờ ở bên ngoài. Nàng sốt ruột dướn người nhìn vào bên trong xem Cao Công Công có thật giúp nàng truyền lời hay không. Ai dè, lại thấy một bóng người di chuyển rất nhanh, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Trần Ôn xiêm y ướt hết một nửa đã đi tới ngạch cửa. Là đi chùa nào? Trần Ôn mở miệng liền hỏi. Sáng sớm hôm nay, Giang Triều đã cùng Giang lão phu nhân ra ngoài, không có mang Tố Vân theo, mà bảo nàng đến chỗ Thẩm Sương. Ở Phù Dung Thành, Tố Vân cùng Thẩm Sương cũng khá quen thuộc, không có Giang Triều ở đây, nếu Thẩm Sương có nhu cầu gì khó nói, sẽ dễ mở lời với Tố Vân hơn. Mỗi tháng, Giang lão phu nhân đều sẽ đi chùa một lần. Giang lão gia tuy đã từ quan không hỏi thế sự, nhưng khi còn làm quan chính là kiêm nhiệm chức vị hữu tướng, Giang đại gia là Bình Xương Hầu. Thế nên, chủ sự trong chùa không dám chậm trễ, mỗi lần Giang lão phu nhân tới, đều sẽ đóng cửa miễn tiếp đón khách hành hương khác. Hôm nay, người đến chùa cũng chỉ có Giang gia cùng Lý gia. Trước khi đến, Lý gia và Giang lão phu nhân đã sớm thông qua với nhau, cứ gặp mặt đã, thành thì tốt, không thành hai nhà vẫn giao hảo như trước, không ảnh hưởng quan hệ đôi bên. Sau khi lời đồn Giang Triều bị từ hôn truyền ra, tuy có vài môn hộ kiêng kỵ Giang gia từng cùng thái tử hứa thân không dám tiến đến, nhưng nhìn thấy hoàng hậu ba ngày hai bữa vẫn chiếu cố Giang gia, không hề thay đổi, liền suy đoán, tám phần trận từ hôn này là do hai bên đồng ý. Đồn đãi lúc trước nói rằng thái tử từ hôn là vì thích Lục cô nương Lâm gia nhị phòng. Tuy nhiên, sau đó lại thấy thái tử tự tay xử lý Lâm gia nhị phòng. Chỉ trong một đêm, nhị phòng cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu, kết cục của Lâm Lục cô nương có bao nhiêu thê thảm, mọi người đều thấy trong mắt, thế nên cũng biết lời đồn là giả. Mãi đến hai ngày nay,
truyền ra tin tức hoàng hậu cố ý muốn sách phong Giang Triều là công chúa, mọi người mới dần dần hiểu ra. E rằng hai hài tử từ nhỏ chơi với nhau quá thân, nên chỉ có tình huynh muội mà không nảy sinh tình cảm nam nữ. Đến lúc này, các thế gia bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lý lão phu nhân cùng Giang lão phu nhân đều là khách quen trong chùa, ngày thường cũng hay lui tới. Cuộc hẹn gặp hôm nay chính là Lý lão phu nhân đề xuất, nói muốn mang đại tôn tử đi chùa cầu phúc, hy vọng có thể cầu được một nhân duyên tốt. Giang lão phu nhân vừa nghe, liền hiểu ý. Vốn dĩ, Lý gia cũng có trong vòng Giang lão phu nhân tuyển chọn. Thế nên, hai người ăn nhịp với nhau, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền đi hôm nay. Nếu có thể nhìn hợp mắt, năm nay Giang gia sẽ có hỷ sự liên tiếp, ba cô nương đều gả đi, gánh nặng trên người Giang lão phu nhân cũng nhẹ bớt một nửa. Xe ngựa tới trước cổng chùa, chủ sự tự mình ra nghênh đón, Lý lão phu nhân đã tới trước một bước, đang ở bên trong chờ lão phu nhân ấy. Ồ, hóa ra chúng ta tới muộn à. Giang lão phu nhân cười cười, không chỉ hoãn nữa, liền đưa Giang Triều vào trong. Trong chùa hôm nay vô cùng an tĩnh. Trên đỉnh hòe già, chim hót véo von dễ nghe, khoang mũi ngập tràn hương thơm thoang thoảng của nhan khói khiến người cảm thấy như tách rời thế tục. Ngôi chùa không tọa lạc ở nơi phố xá sầm uất, mà là chọn khu vực dựa núi gần sông có linh khí xây cất lên. Ngày thường, khách hành hương đông đúc thao thao bất tuyệt, lại thêm mấy năm nay Giang gia quyên tiền nhang đèn không ít. Nhờ đó, ngôi chùa được sửa sang lại mấy lần. Đi một hơi hết 3-4 cái sân, bấy giờ Giang lão phu nhân mới chỉ vào lê viên ở bên kia nói, Triều tỷ nhi, con đi sang bên đó dạo một lát đi. Chút nữa xong việc, tổ mẫu lại phái người tới tìm con. Giang lão phu nhân không mang nàng đi gặp Lý lão phu nhân. Chưa đâu vào đâu cả, mà đi gặp người như vậy, nếu lỡ chuyện không thành, khó tránh khỏi sẽ xấu hổ. Giang lão phu nhân bảo Trương ma ma đi theo Giang Triều. Tất cả đều tính toán ổn thỏa. Vừa lúc, hoa lê nở rộ. Nếu đứng giữa biển hoa nhìn mặt trò chuyện với nhau đôi câu, cũng không tính là lén lút gặp gỡ. Trương ma ma theo tới cửa lê viên liền không theo nữa, tứ cô nương đừng đi xa, nô tài đứng đây đợi cô. Giang Triều lên tiếng, được. Giang Triều men theo đường lát đá dưới chân. Nàng tháo mũ rèm xuống, liền thấy rõ biển hoa lê trước mắt. Đột nhiên, nàng nhớ tới mấy gốc lê ở nhà cũ Thẩm gia. Thời điểm rời đi, chúng chỉ vừa mới ươm mầm, hiện giờ có lẽ cũng đã nở rộ khoe sắc. Nàng càng đi càng tiến sâu vào trong lê viên lúc nào không hay. Lúc này, ánh mắt trời ấm áp chiếu xuống hoa lê trắng ngần khiến khung cảnh đẹp để thuần túy, không nhiễm bụi trần. Giang Triều giơ tay nhẹ nhàng che trước trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ẩn hiện trong biển hoa trắng thuần. Bên tai chim hót líu lo, gió xuân vi vu phất nhẹ, một cổ thanh hương nhàn nhạt vương vấn quanh mũi không thôi. Đi tới chỗ ngoặt, đột nhiên Giang Triều nghe thấy có tiếng động vang lên. Tim nàng lập tức căng thẳng, lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây, vội rũ mắt không dám lại nhìn khắp nơi nữa. Phía sau có tiếng hoa rơi, Giang Triều cảm giác người phía sau cách mình càng lúc càng gần, nàng hơi nhíu mày, hỏi, là Lý công tử ư? Giọng nàng rơi vào cảnh sắc mùa xuân, nhu mỹ uyển chuyển, nhẹ như lông vũ cọ vào nhân tâm, khiến người nghe thấy cào tâm cào phổi, lại ngứa ngáy nóng rực. Sau một lúc lâu, Giang Triều không thấy đối phương trả lời, cũng không thấy đối phương lui về sau, ngược lại bước chân dường như dừng ngay sau lưng mình. Bỗng dưng, nàng có chút hối hận vì đã đi quá sâu, e rằng đã vượt khỏi tầm mắt của Trương Mama. Giang Triều xoay người, trên mặt còn có vẻ hơi tức giận, bất chợt chóp mũi đụng vào khuôn ngực rắn chắc. Trong mùi hương hoa lễ nhàn nhạt lẫn với cổ thanh hương quen thuộc, bấy giờ nàng mới mở to mắt hạnh kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lý công tử là ai? Trần Ôn rũ mắt nhìn nàng. Giang Triều vội lui ra sau hai bước. Lúc này, giữa rừng lê bỗng vang lên tiếng bước chân, động tĩnh còn lớn hơn Trần Ôn vừa rồi. Tiếp theo sau một thanh âm tươi sáng truyền đến, Giang cô nương, cô ở đâu? Giang Triều bỗng dưng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Trần Ôn, con ngươi hoảng loạn vô cùng, không kịp suy nghĩ vì sao Trần Ôn xuất hiện ở chỗ này. Chỉ biết nếu bị Lý công tử nhìn thấy nàng cùng Trần Ôn ở một chỗ, không chỉ làm mất uy tín của tổ mẫu trong mắt Lý gia, mà lỡ như bị truyền ra ngoài, thì hôn sự của nàng từ nay về sau chỉ sợ hoàn toàn không người muốn. Trần Ôn lại không có ý lảng tránh chút nào, bình tĩnh nhìn nàng. Nhìn thấy bóng người kia sắp đến gần, Giang Triều quĩnh lên túm chặt cổ tay Trần Ôn, khom lưng xuyên qua mấy rặng lê. Hoa lê đầy cành rơi rụng như mưa, bám đầy trên vai hai người. Cuối cùng, biển hoa lê không còn ai. Ngày thường khách hành hương dâng hương xong, liền đến đây ngồi nghỉ ngơi ngắm hoa, nên hoa viên không có khóa. Giang Triều đẩy cửa một căn phòng ra, đẩy Trần Ôn vào trong, còn nàng đứng tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi mới dương mắt liếc Trần Ôn. Cánh hoa lê dính khắp người hắn, trên đầu trên vai đều là hoa. Giang Triều nhìn đến nỗi thất thần. Nhìn nhau một lúc, Giang Triều mới hỏi, sao điện hạ tới nơi này? Trần Ôn không đáp, con ngươi đen như mực thâm thúy như biển sao dán chặt lên người nàng.
Không hiểu sao Giang Triều lại thấy chột dạ, định rời mắt đi thì Trần Ôn đột nhiên tiến lên hai bước đến trước mặt Giang Triều. Không chừa cho nàng khe hở, hơi thở áp bách đột nhiên xông vào mũi, khiến hô hấp Giang Triều nhất thời rối loạn, theo bản năng muốn lui về sau. Lại bị Trần Ôn kéo cánh tay lại, chóp mũi lần nữa đụng vào ngực hắn, đôi tay giữ chặt hai bên hông nàng, không cho nàng cơ hội tránh thoát. Sắc mặt Giang Triều đột nhiên nóng rát như thiêu đốt. Cầm Trần Ôn cọ cọ trên mái tóc nàng, nhẹ giọng nói, nàng đã nói chờ ta trở về. Giang Triều nhất thời không thể nhúc nhích, cũng không dám làm ra đại động tĩnh. Trong chùa có tổ mẫu, còn có người Lý gia, Giang Triều tưởng tượng đến đây, sắc mặt càng đỏ bừng, điện hạ, ngài buông ta ra trước rồi nói. Giang Triều nhẹ nhàng dãy dụa, vậy nàng trả lời ta trước đi. Hôm nay vì sao đến đây, gặp ai, Lý công tử lại là người nào? Trần Ôn vẫn không buông tay, hỏi nàng, ngày nàng rời Phù Dung Thành, nàng có nhờ Ninh Đình An giao cho ta một bức thư, nhớ không? Giang Triều nghẹn khí, trả lời rất có lệ, Vậy dòng chữ đợi ngày trở về chắc chắn là Triều Nhi viết. Hiện giờ ta đã trở về, nàng lại đối với ta như vậy sao? Trần Ôn nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy hàng mi nàng chớp chớp, trả lời vô cùng tùy ý, điện hạ có thể bình an trở về là tốt rồi. Trần Ôn cúi đầu thấp hết mức, hơi thở hai người bất giác đan xen, Giang Triều bỗng dãy ruộng, tay va vào cánh cửa, liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Giang cô nương, thanh âm Lý công tử lại lần nữa truyền đến. Thân mình Giang Triều cứng đờ nín thở, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng tới gần, tim Giang Triều nháy mắt muốn vọt ra khỏi cuống họng, nuốt một ngụm nước bọt nói với người bên ngoài, ta đây. Mép váy ta bất cẩn dính bùn. Giang Triều hoảng loạn nói xong, rốt cuộc tiếng bước chân bên ngoài cũng chịu dừng lại. Lý công tử nói tiếp, là tại hạ lỗ mãng, Giang cô nương chớ hoảng sợ, ta sẽ đi tìm người tới giúp nàng. Tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này tim Giang Triều mới tạm thời thả lỏng, quay đầu qua thì thấy ánh mắt Trần Ôn nghi hoặc nhìn nàng. Hôm nay, nàng tới đây là cùng Lý gia xem mắt. Giang Triều gật đầu, thừa nhận, nàng cùng Trần Ôn đã từ hôn, hôm nay xác thật mang thành ý tới cùng Lý gia xem mắt, nhưng có vẻ kết quả cũng không tốt. Điện hạ nên buông ta ra rồi, Giang Triều nhắc nhở hắn. Trần Ôn vẫn không nhúc nhích, hơi hơi nghiêng đầu kề sát tai nàng, nói, ta lại cầu thêm một lần. Giang Triều không rõ ý hắn, nâng đầu. Mà Trần Ôn chỉ cách nàng một lóng tay, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Giang Triều. Chỉ ước gì dung nhập nàng vào trong, cho ta một cơ hội nữa, để ta cầu thân Triều Nhi thêm một lần, có được không? Giang Triều ra sức vùng vẫy thoát khỏi ngực hắn, đứng thẳng trước mặt Trần Ôn, cắn răng nói, người luôn nhìn về phía trước. Trần Ôn lại không lùi bước, mặt không đổi sắc nói, y phục cũ không bằng mới, nhưng người mới lại không bằng người cũ. Giang Triều mở to hai mắt nhìn hắn, tứ cô nương. Ngoài cửa, thanh âm Trương Ma Ma truyền đến, Giang Triều vội thu hồi tầm mắt, xoay người mở cửa. Sau đó lại xoay người nhốt Trần Ôn bên trong. Nô tài chỉ mới chớp mắt một cái, tứ cô nương đã không thấy tăm hơi đâu, cũng may Lý công tử nói một tiếng, bằng không ta tìm chết mất thôi. Trương Ma Ma ban nãy không nhìn thấy Giang Triều, vốn định vào trong tìm, lại sợ làm hỏng bầu không khí lỡ như nàng gặp Lý công tử, cho nên vẫn luôn đứng ở ngoài hoa viên nôn nóng chờ đợi, mãi đến khi Lý công tử ra nói, tứ cô nương bị bẩn váy áo, lúc này mới chạy vào tìm. Giang Triều đột nhiên phản ứng lại, Trương Ma Ma thủ ở cửa. Vậy Trần Ôn tiến vào như thế nào? Giang Triều quay đầu nhìn cây lê ở cuối bức tường đổ trong viện. Thoáng chốc, không thể tưởng tượng được, hắn là thái tử mà lại trèo tường.